Con xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Thì bữa sáng hôm nay Quỳ Phim nó bận công việc rồi cho nên là Hương đi quay thay nó cả nhà. Thì mấy anh em đi lên cây sa kê của anh hai nè. Mình xin ít trái về để mình làm một bữa ăn. Anh hai thì ảnh đi nước ngoài rồi cả nhà, cho nên cũng như cái vườn xoài. Cái vườn xoài này là anh hai giao lại ở nhà cho Dưỡng Úc câu giùm, làm bông làm trái giùm nè. Nên là Dưỡng Úc có chịu phá nhà. Anh hai đi khoảng cỡ một tháng mấy nữa là anh hai về. Dưỡng Úc có chịu phá cho nên là Dưỡng Úc mới vô vườn được cả nhà. Anh hai em dẫn ở nhà rồi coi cái xài chánh nè. Chắc ngày mai này chắc em mua thuốc em lên ăn cho nó ra bông. Sa kê này thì cũng làm được nhiều món ăn lắm cả nhà, làm chay mặn gì cũng được hết, hoặc là mình nấu những cái món chè hay là mình làm bánh gì đó cũng được. Thì anh có con trái đó bự đó anh. Thì anh hay nói là này nó nấu cà ri ngon. Đâu chị coi. Cái này già đó. Cái này già nè. Già nó vàng nó ẩn ẩn trên đầu ha. Nhiều đúng chưa? Cái thịt của nó rất là dẻo cả nhà. Để cho nó bớt ngủ đi mình sẽ sao coi em kiếm cái bọc. 5 trái, 1 trái nữa thôi anh ơi. Nó nhiều trái lắm cả nhà. Hổm gài thì mấy anh chị em với chị đồ của anh hai á cũng có bẻ về để làm đồ ăn. Nó còn cũng vài chục trái à. Có hồi lậu có 1 cây nữa. Hồi lỡ cũng có 1 cây nhưng không mà ít trái. Nó rụng, nó già, nó cũng rụng. Trái này già dữ luôn nè. Cái ra nó thẳng như trái mít vậy. Để đồ nồi. Nhìn nó giống trái bình bát ha. Giờ thì Út Liễu sẽ lượm vô bọc mình xách vô. Đi quên xách bọc theo. Lên đây lên nhà anh hai, ảnh trước ảnh có cái bọc. Ngủ quá trời. Ngủ như mít về mình rửa. Cái này nó nhỏ, cái nó già lắm. Nó già nó mới dẻo nha, càng già nó càng dẻo. Hết trơn này cho cỡ 5-6 kg rồi. Cái này nó nặng lắm đó. Cỡ 4 đứa ngoài 5 kg rồi, nặng lắm. Đi về nó ông ơi. Đi về kìa mấy quên. Đi về. Nhà người ta không có chủ nhà đi đâu vòng vòng nha, ta tưởng ăn trộm. Bây giờ nhà anh có đặt mấy cà ga đó nha. Này bữa nào kêu tối nó kêu mua nó cỏ cỏ qua có cỏ luôn á. Cái đó cái ghế lên nó chịu. Phải không? Mình bứng được không? Mình xin anh hai bứng về trời mình trồng cây gì không? Không này cái ghế chứ. Ghế hả? Nó lên bằng ghế hả? Đây là cây cây sa kê con. Anh hai đi thì nhà không có ai chăm sóc vườn hết nên ăn cỏ quá trời nè. Vậy bữa Dương Út xịt giùm cho anh hai. Cái đó cây nguyệt quế đó. Cây này cây nguyệt quế cả nhà. Cái bông nó rất là thơm. Nó thơm như cái mùi bông sứ vậy đó. Thơm mùi như bông sứ vậy. Thơm ha. Cái cây đó phải cây lá chút không ta? Đâu? Phải hả? Không biết cây đó cây gì vậy? Đâu? Figo hả? Figo cây lá chút. Đâu? Đó, cây Figo. Cây Figo không phải lá chút đâu. Đây. Đóng cửa lại cho anh hai đây. Rồi. Nhà cửa lên về nha. Rồi. Mình tiến hành gọt nha cả nhà. Cả nhà nào có ăn từng ăn cái trái này chưa? Cái mập cũng hình như là không có ăn à, có ăn rồi là hồi đó hồi đó mình làm gì ăn ta, mình luộc á, nấu kiểm phải, nấu kiểm quất với dừa đậu phộng rồi anh thường bẻ gì nấu kiểm làm tháng 7 hồi đó mình còn bà bên nhà vú bánh là không nấu kiểm rồi đó, mấy bà phím còn sống á, cái bả là nấu. Lấy cái gốc là mình trồng vô. Cái này trồng đây nè. Qua em về lá rồi. Em cũng cố được
Thì bữa sáng hôm nay là ngày rằm tháng 7 cả nhà, cho nên là nhóm có làm món chả giò chay để mình ăn với bún á. Thì chả giò chay thì Hương bữa nay không có làm bằng phơi môn, mà Hương làm bằng trái sake. Thì Hương cũng thấy trái sake nó cũng dẻo như phơi môn vậy đó cả nhà, cho nên là bây giờ bữa nay mình làm bằng cái món đó. Thì đây là chả lát nè, ốc liễu cũng ngâm cho nó mềm nè, hồi nữa mình chiên để mình để. Chào cả nhà nghe. Chào bà cô chú. Dẫn nó xuống nha, nhập nó. Cây chả, chả lụa chay. Màu bía. Với mấy rau cải, đậu phộng với đây chay nước mắm chay để mình làm nước mắm mình ăn kèm. Với giá, hẹ, leo, một số nguyên liệu đồ rau củ. Cái quá cây bự vậy. Mình mua cái cây gống cây nó có rễ nè cả nhà. Mình đặt xong cái mình lấy cái này mình trồng luôn. Nó tốt cho ảnh cứu được mấy dòng rau. Là anh có bẻ ăn một lần mà cái cách mà nướng về làm sao đó mà anh quên rồi, là nướng xong rồi đi hấp hay gì sao đó. Nướng nướng chín rồi đó nó mấy giờ. Nó dẻo cái đó là anh nấu kiểm. Anh nhớ là nướng là xong là nướng nha. Về bẻ gì á rồi đốt lửa than nướng. Nướng cho nó rồi mới gọt cái vỏ. Là nghe cái đó là nó dẻo dữ dằn luôn á. Cái này thì mình hấp. Thì ở trong nó gì nó kiểu giống như chứ mít. Bỏ cái cùi đó. Mình gọt mấy trái em? Ba trái đi em. Ba trái đi ha. Ba trái đi, nếu ít thì mình lấy này gọt thêm nữa. Hơn ba trái chắc là nhiều lắm. Gọt bỏ cái này. Cái phần này là nó cũng có hột mà hột lý tím nhỏ nhỏ mà nó sát cái cùi á. Nhưng mà cái cây này tính ra nó chỗ cũng ý nghĩa lắm nha. Cái chỗ là ngay chân gầm tháng 7. Gầm lớn, nhưng mà cái trái này là người ta là thường khi là ta nấu kiểm nè, nấu chè đủ thứ loại hết trơn á. Mùa nó cái gì gầm tháng 7 là gầm lớn mà. Sáng anh đi chợ Đại Ngãi em, anh đi mua bông á. Trời ơi, chợ như ngày Tết vậy đó, chiên chân không lọt luôn. Bữa nay là bà con tranh thủ để mua đồ vậy cúng gầm. Mập rồi sáng đi chợ mua mấy bó hoa về cúng gầm á cả nhà. Thường sáng ở nhà nấu chè rồi sáng mập đi chợ. Đồ về cúng. Hai chiếm này vợ của hai chiếm miền Tây sáng nó mập đi chợ mua bông, nó mua bông về mình cúng gầm á, ăn cho trẻ đẹp á, mình cúng. Không, anh kiếp sau không biết làm sao chứ kiếp này anh giá kiếp này à. Trẻ mãi không già hả? Trẻ dạ. Uống bông. Không mà. Không mà, nhưng mà tại vì Mập với Hương tại vì làm YouTube rồi không có về bên nhà bên còn á, chứ mỗi khi là mấy ngày rằm là Mập với Hương đi chùa thường lắm. Năm nào cũng đi rằm là đi à. Nó chèo ngay dưới đặt này thận bông rồi sao chèo ngồi đây. Dưới đặt này thận bông. Mấy cái xài mình đó là ở ngoài chưa sạch nó lún bông ở trên đọt nhóc rồi đó. Giờ
nước sôi rồi giờ mình sẽ hấp sa kê. Mình hấp cho nó chín rồi mình sẽ sắc lên cái thau. Đây mình hấp bằng cái chảo nè. Giờ tại thơm rồi nè quý vị. Thường sẽ chiên chả hải nè, nhưng cũng xé ra đó nè, mình chiên cho nó giòn, mình nấu ớt, nấu ớt vô trong mấy cái nguyên liệu đó đó, để mình chiên, mình chiên cho nó vừa vàng cả nhà, cũng đừng để cứng quá, mình là vớt vô. Ồ, nó trong rồi cả. Nó trong rồi. Nó trong rồi, nó chín rồi. Tỉnh tới nữa. Nước là có nước rồi. Nước. Nước cái hồi nó ra. Thôi bạn. Vụ tay cái là kết thúc clip đó. Rồi cái bao tay này dậy chứ nó cũng nóng lắm này nha. Cái chả thì Hương cũng chiên, mình chiên cho nó hơi vàng vàng cả nhà. Chiên rồi. Đổ là cái lỗ này cho nó dầu á, cho cái dây để chiên tiếp tục. Cái miếng sa kê nó dẻo ngon, hồi đó giờ con có ăn chưa Phúc? Nè, cho con miếng này ăn thử chứ. Cái miếng dẻo cũng được. Nhưng mà hấp nó chín nó bột không cả nhà, nó bột như là phay mì vậy đó. Mình sắc cái gì nè rồi mình chặn nó lại miếng nhỏ nhỏ lại chút. Chèo thử vô chèo. Như tỷ anh nghĩ là nướng rồi á, gọt lại hấp là nó ra nó dẻo. Cái chắc là mình nướng nó ra nó dẻo cái trái này. Nếu mình nướng nó thơm hơn. Ừ. Nướng nó thơm nữa. Ăn rồi ăn thơm quá. Mấy lần dẻo quá ha. Thơm. Mình hấp nó cũng thơm, mình hấp nó cũng thơm như là thơm mồm á. Mình hấp cho như miếng lá chuối cho nó thơm mùi lá chuối. Trái này nè. Ừ. Ngon rồi. Mình đang ông cồ chảnh nữa ông cái này lúc bột cái này. Ông hành dừa. Mình ăn cũng tùy cái hành dừa ngon nha. Cái mùi cũng ngon mới có ăn ha. Đó tới nó thơm mà nó dẻo. Ok để ăn. Cái này mình nấu canh dừa cũng ngon lắm, nấu canh dừa mà có thêm vài chuối xiêm ha vậy hút. Thì đó chú nói không còn nấu phải không còn hành dừa. Không còn đó, cũng hành dừa ngon lắm. Khoai lang á. Cái cây này thấy vậy chồng màu lớn. Lớn thì gọn. Cái lá của cái cây sa kê này á, ai mà nóng gan nó nấu nước uống mát. Nhưng mà mình muốn trồng nó là mình phải có một cái diện tích đất nó rộng mới được. Trồng nó bự tàn nó chảng á, nó mới có trái. Trồng trên sân đó, nó mát. Em bữa nào mình đi mua một cây gì trồng. Nhà mình chỗ nào trồng được đó. Bên hông đó chứ. Bên hông á nữa anh đốn miếng cái dừa bỏ à. Ở dưới dừa dưới nó có bán kìa, dừa cây á, 50.000. Thấy cũng không có rẻ ha. Cái lá nó uống mát gan dữ lắm đó. Lá trời, khô á. Thôi chờ để bữa nào anh hai đi nước ngoài về lên bứng cái cây đó. Cái cây mà em nói cái rễ lên đó. Bứng được không? Được. Chị Hương sẽ ốp cái gì? Chà kê. Cái này là mình để hạt nêm chay với đường bột ngọt. Này là chả chiên nè, chả nãy Hương chiên nè. Thì cho vô đây luôn. Chả luôn đá lá cho nấm mèo luôn cà rốt. Thường có đậu xanh mà Hương quên ngâm cả nhà, mình cho ít đậu xanh đúng không, cá nước vậy mà nhiều quá trời ha. Cà rốt nãy Út Liễu cũng trụng mình cũng xương qua cái mình sẽ chọn ha. Mình làm đầu chai á, nghe cụ chú nói là mình không được ăn tỏi với hành, cho nên là Hương không có để tỏi phi mà cũng không có để hành lá chứ. Đâu rồi, bẩn tiêu chị xay, chị để đâu rồi? Không để lấy tiêu, tiêu thì được. Cắt cái keo tiêu không cắt, mày đi cắt cái bẩn tiêu. Cái này mình có đậu xanh cả nhà mình nấu á. Để đi, hết đi. Thôi tiêu vô thơm nha. Quên đậu xanh nữa nè. Đậu xanh thì mình muốn ăn thì mình phải ngâm trước mới được. Phải ngâm, tự nhiên mình nấu nó không có mềm. Mình ngâm cho nó nở ra, mình nấu nó mới mềm, nó bùi, nó hợp đậu. Chà món chà này cái gì chứ làm cũng lâu quá ta. Ở mình đây hết.
mình bóp cho nó đều ra rồi mình sẽ gấu với bò bía cả nhà. Bánh tráng bò bía. Anh thấy này là anh chắc nó khó gói không ta? Dễ. Thôi gia vị nó thấm nó tan ra cái. Anh thấy cho nó cục bự như lò hòn ấy. Lẫn chởm bóp anh nè. Bóp á, nó dễ. Nhiều á, như mình gói nhiều lắm đó. Mình cho cái cục nhân vô cái bánh ba bánh bò bía vậy nè, mình ớt hai bên lại. Mình sẽ cuốn những gì nè, cho nó được nhiều lớp á. Mình chiên cái bánh nó không có bị bể. Mình chiên một cái mình để đây, mình chiên thêm cái nữa mình sẽ lụi vô. Hai cái mình lụi bằng cái cây tăm á. Rồi chưa hàng chè tôi chiên cái. Nè, mới rồi đó, chiên đi lần. Chiên lần lần. Ê trời ơi, nhưng mà mình chiên gấp đàng hoàng để nó bể. Nó thòn vậy. Đây. Đó. Để xuống thôi, đừng có khều tới khều lui nha. Cho nó son. Sao không khều? Cho nó son. Cho nó để vô cái nó mềm. Ê. Trời ơi. Ngồi xích ra. Mấy cái bởi nãy chị tính nói vậy đó. Thôi bóc tay đi ơi. Bóc cho. Bóc tay đi. Bóc mà chấm xuống coi chừng cái tay chấm xuống dầu nha. Tiều. Sao chè. Không biết mấy lỗ không biết nên. Thôi chắc cũng có 3 lỗ. Chúng phút hay gì kìa ta nó giật kìa. Thằng phút nó giật kìa văng giò cắn. Cảm giác của anh hai đó rồi đó. Không mà cũng tội nghiệp thằng quay phim đó giống la. Được rồi ha, vô được ha. Được rồi. Thêm đây đi. Ừ, Nam có nhà đã là mình không có mình lụi hai lụi gì là dễ nè, còn cái ba lụi nó meo quá rồi. Nó meo. Nó vụt. Anh ơi để em lấy cái chai xúc phẩm rồi cho anh quên rồi. Bởi vì mình làm cái gì cũng phải có. Nó dằn cái giò đỡ mà dằn cái mặt rồi. Đi vô luôn. Mấy con nó mập quá chị, đẻ rồi. Buổi trưa là khỏi có ai mà nghỉ ngơi gì. Đẻ rồi nó cho hay. Con mắc kỳ. Chồng nó là em đẻ rồi. Con mắc kỳ. Hồi sáng anh hai anh đẻ ổi, anh đẻ cái bao bên líp đó. Bao trắng rồi anh đi lại gì đầu kia anh cắt mà nó sủa khí thế luôn. Nó sủa con hồi ha, không ai mà ngủ nghe được cái nó. Anh hỏi làm sao ai đi mà cái bắt sủa dữ. Giờ mình ra thì một mẻ đầu tiên nha cả nhà. Ra một mẻ đầu tiên. Vàng thấy ngon không? À dạ. Chơi lại trời. Đây chị gấp nếp cho, đưa cây đây. Bành dữ lắm. Mình gấp ra cái miếng. Đây chừng nó nhiễu nha. Miếng giấy nè cả nhà. Có đầu nó rút dầu xuống dưới. Dạ. Hồi mình rút cây tăm nha. Ủa sao chiên nó cứng rồi nó rút tâm ở đây cho nó vàng ở trong. Nó xúc nha. Ra hết rồi ngoài. Rồi à, cái mặt nó còn xài. Trời ơi. Lại mới không chết rồi nè. Anh yên tâm đi. Bỏ rồi. Rồi. Ai như anh với Dưỡng Út kia dùng cái gì vậy? Ây da, nhiễu ên. Không có kể này nó nhiễu xuống. Bữa nay mà có con Nam ở nhà nó cười chắc xỉu. Như là cái này mà hồi dần dần là mình phải rút tâm ra nè. Để coi nó không vàng chính giữa. Nó không vàng ngay chính giữa. Con hờ con dựng máy vô ăn luôn rồi phút. Nó cứng rồi rồi. Nó gầy dấu. Nó gì? Nó đồ. Chị ơi. Mình để vô hồi mình ăn kèm sang ăn kèm cái bún vậy. Không ngán. Âm giá nó chưa. Biết sao thấy rồi. Diện Út liệu có đồ phộng chưa? Có rồi. Mà phải chưa? Trừng khi rồi. Mệnh giá thì nó hai giá mà kêu âm giá giữ nhiều. Ở Nguyên có chưa? Dạ có đó. Rồi, nhưng mà cả nhà mình ăn bún chay chả giò với gia đình Hương nha, với nhóm Hương Cù Lao. Rồi, mời cả nhà luôn. Ăn bún chay luôn. Đó, mời ăn gì nè. Mời cả nhà ăn bún chay nha. Mình trộn lên rồi mình mới để trái giò. Cả nhà ăn trái giò chay nha. Rồi mời thầy cho anh bóp nha. Anh bóp nó chưa có ăn cái gì.
là sa kê. Mời cả nhà ăn. Mời anh hai có. Hai chồng anh bóp cho hai chồng anh hai có nha. Sao tụi em vẽ sa kê của hai có là chủ nhân của cái sa kê. Nó là giòn. Nó béo nữa. Hồi nãy anh vô em có giòn trên cái máy gai ga là anh hỏi anh hai ơi, vợ chồng anh làm ngoài cũng khỏe ha. Bữa nay nhớ em lên xin vài trái sa kê về gầm tháng 7 làm trái giò. Trời mời cả nhà luôn. Ngon. Cay lắm. Thêm chút mắm, ai đâm nó mắm chay mà ngon quá. Ừ. Ơi, mời cả nhà nha, trái giò. Trái giò cuốn trái sa kê. Ngon quá. À, nó dẻo mà nó bùi bùi ha. Bùi nó thơm. Bùi thơm. Nó cũng có cái vị ngọt ngọt nữa. Cũng không có thua thay môn ha. Không thua thay môn đâu, cái này không thua thay môn đâu. Cả nhà mình nếu mà có ai chưa có làm cái món sa kê này làm trái giò thì mình làm ăn thử Hương thấy ngon cả nhà. Cái nào ngon thì Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà mình để ai chưa biết thì sẽ làm. Cái sa kê này mình cũng có để mình nấu ca ghi được, nó nhằn, nó ca ghi ngon lắm, cũng như khoai môn vậy đó, nó dẻo. Ăn à, được rồi. Ngoạc, ngoạc. Ăn Thảo Nguyên. Dạ. Đất ăn dân lúc. Dạ. Chàng hai giá bấm vô nhỏ thấm ngon. Chúng ra mình chiên vậy cũng khéo rồi chào. Ừ. Cũng vàng đẹp á. Được ăn đâu ha. Cũng đâu có bị bể đâu. Trái giò này mà nếu mà cô chú anh chị không có thích ăn với bún á thì mình cũng có thể mua cái chai tương ớt hay tương cà. Tương ớt xí mũi á cả nhà. Bằng cái chai sành á. Về mình chấm ăn cũng ngon. Không thích ăn với bún thì mình ăn đó. Mấy đứa nhỏ thì nó thích ăn với tương ớt hơn ha. Ở trong cái nhân sa kê thì nó dẻo bùi bùi béo béo, còn có dai nấm mèo á, dai giòn thịt thịt. Món chai là phúc tấm nè. Chai đó. Phải nói là để làm cho nó ăn trước đi, cái năm chuyện để nó quay để nó cảm nhận cái tấm giác của nấm giác bên hai nó như thế nào. Có cái gì chứ nó thông minh lắm nữa được. Như mọi người ốp lễ mà bị trượt chặt cho nữa là làm máu. Đó mà giữa cây quay luôn. Cây quay nó hư là Nam kêu giúp sửa. Nhớ Nam đi mà tôi mà bị trượt cái quần á. Cây quay luôn, để giúp sửa. Sửa xong rồi viết giấy để lên cái cây là sao? Cẩn thận vậy. Đồ của nó á, nó mua đồ trên mạng á, anh thấy nó mua chỗ không? Ít chứ không? Mua về nó cáp tự giác của nó. Rồi chơi. Có bữa hổm, mua cái áo mình ta giao cái quần. Ở nhà bà ngoại bên kia không biết, ngoại bên kia nhận. Giờ ngoại ơi, mong mốt người ta giao đồ, ngoại đừng nhận cho con. Tại vì con đặt cái áo mà nó giao cái quần. Vậy mà ngoại cũng đâu biết. Lại nó giao và ngoại nhận đâu có mở không ra thôi. Mà đâu có biết nó đặt là cái quần hay là cái áo. Con giờ tới con đặt thêm cái nữa là giao con là cái áo đó. Đặt cái quần để giao cái áo. Đừng bỏ. Cái quần kéo đâu tới vú. Cái quần mà ống suông, mà quần đen ống suông giống như là mấy cái hồi xưa mà phim gì Lý Tiểu Long á. Cái mặt. Thêm cái chuyện nó mặt cái nhăn. Cái máy vậy à? Trời cho nó vẫn vừa chưa? Vừa, nhưng mà hơi cao vậy. Hơi dài. Con này dễ ăn ha. Cái mắm chay mình có làm tỏi mà ăn cũng ngon ha. Cái này nó bò bía này nó có hai loại.
cả nhà mình có mua thì lại mình chọn cái loại bò bía dày á, cái miếng bò bía nó dày mình chiên nó sẽ giòn hơn mà nó ít bị bể, nó không bị bể. Trời làm cho con tô phúc nha. Nha. Nó giống Nam mà lúc đầu á, Nam lúc đầu cũng đâu nói chuyện. Từ từ thấy ngứa miệng chịu không nổi. Nói Nam không nói chuyện nhớ. Anh Bảy á, anh Trịnh Lựng á. À lúc đầu mấy cái clip em chị Hương ngồi ngoài sạp đó mới làm gì đó, cái nó là thằng em đó là mấy đến này là anh chưa biết tới tụi em luôn á. Lúc đó là anh chưa biết tới tụi em luôn. Tụi như là anh coi đâu mấy nước đó rồi không biết. Rồi lúc đó anh chưa coi mấy nước đó rồi sau này anh mới lục lại mùa rau đâu tầm mấy 20 gì đó. Coi mấy nước cũ. Nó là lúc này là anh chưa biết tới tụi em luôn. Nam nữa nó quay á. Trong nửa năm nó chưa có chị. Ừ, sao nói. Bây giờ nó nói chuyện được rồi, khán giả yêu cầu là mỗi clip Nam có xuất hiện cái gì chào á, đưa anh Minh Găng được lại. Nó nói là vô clip thôi cái mặt nó méo xẹo rồi. Anh với các em đi ra nó nhận dạng sao thấy không? Miệng méo, mắt thì thấy, mà ở ngoài thì mắt nó đâu thấy không đâu. Có chị nó chưa gần mắt hí luôn. Mí, mắt hí, mí. Cái gà nó nhân nó mềm á, nó mềm quá. Nó là em mình. Bữa ăn hôm nay cũng là nhà có anh hai em cho mấy cái sa tê ha. Biết anh có cho không? Hỏi mà đâu nghe anh thừ đâu. Không, thấp chứ anh. Bữa anh cho mà. Anh cho vừa những lúc mà. Cấp trên hai có điện về anh hai kêu có ăn lên để ăn đi. Nói chứ hồi sáng là nhóm định lên cảnh bẻ là nhóm có điện hỏi con có anh hai nha cả nhà. Nhà cũng có thằng trai á, cũng hai mấy tuổi vậy á. Điện hỏi mà nó không có nhà, nó đi Tiền Giang rồi. Giờ nó nấu ăn, nó bẻ đi. Nó mở cửa vô, coi cho kê trong nhà. Thôi không ăn, bụng nhóc gì, chết là bụng rồi.